hơn một năm trước, Kentucky Catfish phải đứng ngoài cuộc đua đến ngôi vô địch khi là đội bóng duy nhất bị loại khỏi vòng bán kết. Thế nhưng chính điều đó đã trở thành nguồn động lực giúp đại diện miền Tây có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải VBA 2017. Khởi động khá chậm ở mùa giải mới, bù lại Kentucky Catfish có màn tăng tốc ấn tượng trong giai đoạn nước rút. 4 chiến thắng liên tiếp chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 10 giúp đội bóng áo vàng xanh trở thành cái tên đầu tiên lọt vào vòng playoff. Không những vậy, việc vượt qua Đà Nẵng Dragons với tỷ số 105-99 giúp họ xác lập hàng loạt kỷ lục về điểm số tại VBA. Cú sốc thứ hai được tạo nên khi Kentucky Catfish đánh bại Saigon Heat ngay trên sân khách tại vòng bán kết nhờ sự xuất sắc của Hamilton và Tâm Đình. Lợi thế này giúp đại diện miền Tây có thêm một chiến thắng tại sân nhà trước khi thẳng tiến vào chung kết gặp Thăng Long Warriors. Trong loạt chung kết, việc bất ngờ vươn lên dẫn trước mang lại cơ hội vô cùng lớn để Kentucky Catfish đăng quang ngay trên sân nhà, đặc biệt tại game đấu thứ 3 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Cần Thơ, trong một ngày mà cả Hamilton, Sang Đinh, Lê Hiếu Thành đồng loạt tỏa sáng. Các cổ động viên đã nghĩ đến cái kết hoàn hảo cho đội bóng con cưng. Thế nhưng, đó cũng là chiến thắng cuối cùng mà thầy trò huấn luyện viên Kevin Jurgis có được để dành tặng người hâm mộ. Không thể giữ cúp ở lại Cần Thơ, thế nhưng các chú cá đã vượt vũ môn thành công. Từ một đội bóng chiếu dưới, trở thành một đội bóng sở hữu lối chơi tốc độ và đẹp mắt bậc nhất VBA 2017. Từ một đội bóng bị lãng quên, đến đội bóng quốc dân với lượng cổ động viên hùng hậu trên toàn quốc. Kentucky Catfish không còn là đội bóng phụ thuộc ngôi sao Tâm Đình, mà tất cả các cá nhân đều biết cách phấn đấu để cùng nhau tỏa sáng.